chúng mình sẽ cùng nhau nấu đồ ăn. Đồ ăn Hàn Quốc, mình sẽ nấu bánh gạo. Đây là gia vị để cái gia vị này có sẵn. Thì cái túi như thế này có thể nấu được với 300 gram. Ok, thì cái này thì mình nói mình nấu là 400 gram. Thank you.